Đầu bếp Thu Hà và Minh Tuấn xin được hân hoan chào đón toàn thể quý vị và các bạn đang đến với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày được tài trợ bởi công ty Ajinomoto Việt Nam. Xin được chào cô Thu Hà. Cô chào Minh Tuấn. Cô Hà đố Minh Tuấn biết này là gì không? À, đây là con mực đúng không? Mà con mực con nữa. Ngày hôm nay mình sẽ làm món liên quan đến mực đúng không cô? Đúng rồi, nhưng mà chính xác thì phải gọi đây là mực muối. Và hôm nay thì chương trình sẽ mời Minh Tuấn và quý khán giả chúng ta cùng nhau vào bếp để thực hiện món mực muối rim thịt. Để làm món mực muối rim thịt, chúng ta cần chuẩn bị mực muối 150g, thịt ba chỉ 150g, hành lá, hành tím củ, tỏi tép, ớt sừng, ớt hiểm, tương ớt, màu dầu điều, nước cốt me, nước dừa tươi, các loại gia vị thông thường và bột ngọt Ajinomoto. Cô Hà ơi, tôi có một thắc mắc. Đây là mực muối mà cô nói đúng không? Tại sao mình không lựa con mực muối mà nó bự, thiệt là bự để ăn cho nó ngon, cô mà lựa con chút xíu? Chúng ta lưu ý là chúng ta sẽ lựa những cái con mực mà nó nhỏ thôi, có mình tròn, thịt dày và khô ráo là mực muối ngon nha quý vị. Và khi mà mình đã mua được mực muối ngon như vậy rồi thì sơ chế nó như thế nào cô? Thì chúng ta sẽ ngâm nước khoảng chừng nửa tiếng, sau đó chúng ta rửa lại cho xả sạch muối 2-3 lần cho nó bớt mặn đi. Mình sẽ luộc mực muối khoảng chừng 5-7 phút và nhớ là chúng ta sẽ cho thêm một ít giấm vào, như vậy thì sẽ làm giảm cái độ mặn của mực nghe. Và như vậy là chúng ta đã biết được một cái bí quyết nữa để mà sơ chế mực muối. Còn bây giờ việc tiếp theo thì mình sẽ sắc thịt đúng không cô? Đúng rồi, thịt ba chỉ này chúng ta mua về mình sẽ sắc sợi con chì. Tiếp theo thì chúng ta sẽ chuẩn bị phần gia vị để ướp thịt và mực. Phần hành lá này mình sẽ cắt khúc. Ớt thì mình sẽ cắt lát xéo. Phần ớt hiểm này thì mình sẽ đập dập nha. Chúng ta sẽ lấy một nửa tỏi, mình sẽ đập dập. Một nửa hành tím mình cũng sẽ đập dập. Còn một nửa hành tím và tỏi thì chúng ta sẽ cho vào cối cùng với lại ớt hiểm và giã nát. Chúng ta sẽ cho cái phần tỏi, ớt và hành đã giã ra đây. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cho vào đây 2,5 muỗng canh đường, 1 muỗng cà phê bột ngọt Ajinomoto và 4 muỗng canh nước cốt me. Mình sẽ lấy một nửa cái hỗn hợp gia vị này mình ướp vào trong phần thịt và mình trộn đều lên. Dạ. Phần gia vị còn lại thì mình cũng sẽ ướp với lại cái phần mực. Bây giờ chúng ta sẽ bắt chảo hoặc là nồi trên bếp để chúng ta tiến hành rim thịt. Chúng ta sẽ cho một muỗng canh dầu vào chảo, cho củ hành tím đập dập và tỏi. Tiếp theo chúng ta sẽ cho cái phần thịt ba chỉ đã ướp vào. Mình xào cho phần thịt ba chỉ này thật săn lại. Thơm lưng cả gian bếp luôn. Chúng ta sẽ cho tiếp phần mực muối, sẽ đảo cho phần thịt và phần mực nó săn luôn. Chúng ta sẽ cho tiếp tục là nước dừa vô và ớt đúng không cô? Ớt sừng, một muỗng canh tương ớt. Chúng ta sẽ rim nhỏ lửa để cho mực và thịt thấm gia vị. Bây giờ thì Tuấn thấy là mực đã bắt đầu cạn và thơm lưng luôn rồi cô ơi. Rồi. Tiếp theo thì mình sẽ làm gì cô? Bây giờ mình sẽ cho vô khoảng chừng một muỗng cà phê màu điều, trộn đều lên. Cho vào đây phần hành lá đã cắt nhỏ, xong rồi đó. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành món mực muối rim thịt và bây giờ chúng ta chỉ cần trình bày ra đĩa nữa thôi. Và cuối cùng thì mình sẽ đặt lên đây một đọt của ngò rí. Nhìn cô gấp thôi mà Tuấn chịu không nổi rồi đó. Cô gấp nhanh nhanh cho Tuấn thử. Rồi, cô mời Tuấn ăn dạ nha. Rồi, cảm ơn cô. Số 1, không thể nào ở số 2 được cô ơi. Phần nước sốt thì rất là sánh, còn phần thịt của chúng ta thì ngấm đều phần nước dừa cũng như là các gia vị thì rất là béo, còn mực thì mặn mặn. Trời mưa đầu mùa á, mình ăn kèm với lại ví dụ như là bánh mì cũng được nè, cơm cũng được hay là cơm cháy cũng được thì sẽ rất là tuyệt vời và chắc chắn là cả gia đình sẽ có một bữa ăn rất là ngon. Chúc quý vị khán giả cùng với gia đình có những bữa cơm ngon miệng và đầm ấm cùng với món ăn mực muối rim thịt nhé. Nếu như mà quý vị có không xem được trọn vẹn công thức của món mực muối rim thịt này thì chúng ta có thể truy cập vào website của chúng tôi ở địa chỉ là món ngon mỗi ngày .com để xem lại công thức của món này cũng như là nhiều món tuyệt vời khác của món ngon mỗi ngày. Và đến đây thì thời lượng của chương trình cũng đã hết. Đầu bếp Thu Hà và Minh Tuấn xin được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại toàn thể quý vị.